Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là chiếc Apple Watch Series 5 phiên bản 9. Hôm nay mình thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc Apple Watch Series 5 này với iPhone như thế nào nhé. Thì trong playlist của mình cũng đã hướng dẫn một số những cái cách sử dụng khác chiếc Apple Watch này rồi. Các bạn có thể vào trong playlist của mình tham khảo. Ok, đối với một chiếc điện thoại thì các bạn nên cập nhật lên iOS mới nhất hiện nay. Hiện nay là iOS 13.5.1. Và Apple Watch thì các bạn sau khi các bạn mở hộp ra thì nó sẽ tự động kết nối. Sau khi kết nối với iPhone rồi thì nó sẽ tự động download những cái phiên bản watchOS hỗ trợ cho chiếc series của các bạn. Giờ sau đó nó sẽ update lên thôi. Ok, đầu tiên thì các bạn cần mở điện thoại lên và cập nhật cho mình lên cái phiên bản iOS mới nhất nhá. Trước hết là mã mới nhất như thế. Và ngay sau khi các bạn mở điện thoại ra thì chiếc Apple Watch và chiếc iPhone nó sẽ tự động bắt nhau như thế này. Đấy, và nó sẽ hỏi là các bạn có muốn kết nối chiếc Apple Watch Series 5, Series 5 này với iPhone hay không. Đó, ok, đây là đối với trường hợp là hai chiếc thiết bị này nó tự động nó bắt nhau. Đối với những trường hợp mà nó không bắt nhau ấy, thì các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng Watch ở trên điện thoại nhé. Đây là cái ứng dụng Watch nó mặc định trên điện thoại rồi. Nếu mà bạn nào chưa có thì có thể đến App Store để tải về. Đó, ok, các bạn sẽ mở chiếc Watch này lên. Đó, mở lên thì ngay lập tức nó sẽ có cái mục là Start Pairing này, nghĩa là bắt đầu kết nối. Thì các bạn sẽ kích vào chữ Start Pairing cho mình. Đấy. Khi các bạn kích vào chữ bắt đầu kết nối này thì trên Apple Watch các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ chuyển đổi sang một cái hình biểu tượng như thế này. Và các bạn sẽ lấy điện thoại, các bạn sẽ quét cho mình nhá. Đây, sẽ soi camera này vào đúng cái Apple Watch và quét cho mình. Đó, sau khi quét xong rồi thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Đó, nó sẽ hỏi là chiếc Apple Watch đang pair như thế này có hiển thị đúng hình ảnh hay không. Các bạn sẽ tiếp tục kích vào chữ Setup Apple Watch. Đó. Mục tiếp đến thì nó sẽ hỏi là cái nút tròn này của các bạn này nó sẽ quay lên bên trên hay qua bên dưới để nó tiếp tục nó setup cho cái màn hình của các bạn đảo ngược. Ở đây mình đang để lên trên. Nếu bạn nào đeo như thế này này, đó, mình sẽ giải thích nhá. Nếu bạn nào đeo như thế này thì các bạn sẽ chọn cho mình cái nút này là bên trái. Đó, nút quay này. Còn nếu bạn nào đeo như thế này thì các bạn sẽ chọn cho mình là chữ Right. Là xong. Right, ok. Tiếp đến thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình một nút top cho mình. Ok, continue. Rồi, sau đó nó sẽ thực hiện một số những cái thao tác khác. Ấn agree nhá, nghĩa là đồng ý cho mình bên dưới đây. Ok, sau đó thì một số những cái thao tác nó sẽ tự động nó đăng nhập cái tài khoản từ iPhone này sang. Ví dụ như tài khoản App Store hay tài khoản iCloud thì nó sẽ tự động nó đăng nhập những cái tài khoản mà đang có sẵn trên iPhone này sang chiếc Apple Watch này. Đó. Thì đây là một cái rất là hay mà mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn. Đó là tất cả các thiết bị của Apple, từ iPhone, iPad, iPod hay là đến Apple Watch rồi là MacBook, nó đều đồng bộ với nhau được. Nó rất là hay. Rồi, sau khi các bạn kích như thế thì nó sẽ hỏi là các bạn có đăng nhập cái tài khoản này lên trên chiếc Apple Watch này không. Thì các bạn sẽ kích vào chữ password này để nhập nhá. Đó, nó sẽ đưa ra hai tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên là các bạn sẽ nhập mật khẩu trực tiếp trên chiếc Apple Watch này. Và mật khẩu thứ hai là hiện cái bàn phím trên iPhone. Thì mình sẽ kích vào cái mục hiện bàn phím trên iPhone này để có thể nhập được. Đó. Đấy, thì các bạn sẽ đợi một chút. Đó. Sau khi đăng nhập được cái tài khoản sang cái Apple Watch này rồi thì nó sẽ hiển thị cho các bạn lựa chọn sau. Đó, các bạn sẽ chờ để nó kết nối. Đó, ok, bây giờ thì các bạn sẽ kích vào chữ Enter Password này nhé, nghĩa là nhập mật khẩu để có thể nhập được mật khẩu sang tài khoản bên này. Ok, mình sẽ nhập mật khẩu. Đó, mình sẽ nhập mật khẩu sang. Tiếp đến thì nó sẽ hỏi các bạn là có muốn hiển thị trực tiếp cái định vị của để định vị được chiếc Apple này không. Thì các bạn sẽ cứ enable cho mình. Đó, tiếp đến là mục setup về cái Siri nhé. Đấy, Siri thì các bạn sẽ sử dụng Use. Đấy. Tiếp đến là các bạn sẽ bấm OK hết cho mình là được. Rồi, mục tiếp theo là mục nhập mật khẩu. Thì các bạn sẽ kích Create a Passcode này. Đấy, đối với bạn nào nếu mà đang sử dụng mật khẩu thì bạn sẽ nhập mật khẩu trên Apple Watch. Còn nếu mà bạn nào không sử dụng mật khẩu thì bạn sẽ khi đó Don't Add nhé, không sử dụng mật khẩu. Rồi, ấn Continue. Tiếp tục. Đó. Về phần này mình sẽ nói khác biệt một chút. Vì riêng cái bản của mình là Apple Watch bản 5 và là bản 9, cho nên nó sẽ có thêm một cái mục là 9 Run như thế này để theo dõi sức khỏe, tập luyện, nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Đấy, còn nếu như mà bản bình thường thì nó sẽ bỏ qua bước này và không có cái mục này đâu. Đấy, ở đây thì mình sẽ download sau để có thể bỏ qua nhanh bước này. Mình sẽ kích vào Download Later. Rồi, tiếp đến là nó nói về cái mục mà chế độ khẩn cấp ấy. Đấy, các bạn có thể bấm và giữ nhá, bấm vào giữ cái nút cuộn này này để có thể gọi được mở được cái chế độ khẩn cấp. Đấy, đây là cái tính năng rất là hay trên Apple Watch. Rồi, để bạn ấn Continue.
Đó. À, một phần nữa mình sẽ nói ở đây đó là cái phần mà nó sẽ hỏi các bạn là có nạp toàn bộ những ứng dụng ở trên iPhone này sang Apple Watch hay không. Đó. Thì ở đây mình sẽ kích vào Install All để nó nạp tất cả những ứng dụng mà hỗ trợ từ iPhone sang Apple Watch. Đó. Kích Install rồi và sau đó thì nó sẽ sync sync thời gian này nó mất khoảng từ 3 đến 5 phút để nó download toàn bộ những ứng dụng, những nội dung, những cái phần tài khoản từ điện thoại này sang đồng hồ. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ chờ một thời gian khoảng 3 đến 5 phút nhá. Ok. Ok, sau khi kết nối xong thì nó sẽ hiển thị ra mục chào mừng như thế này. Nó sẽ chào mừng đến cái phần Apple Watch. Và để sử dụng được Apple Watch thì nó sẽ có giới thiệu cho các bạn luôn 3 mục. Mục đầu tiên là mục mà đồng hồ của tôi, mục thứ hai là mục các mặt đồng hồ và mục thứ ba là mục App Store để download các ứng dụng cho Apple Watch. Đó, đây là 3 cái mục sử dụng chính trên ứng dụng Watch trên điện thoại nhá. Ok, sau đó các bạn sẽ bấm vào Ok cho mình. Rồi, sau đó nó sẽ hiển thị ra toàn bộ những cái thông tin như thế này. Và trên đồng hồ ở đây thì các bạn xem đồng hồ của bạn đã sẵn sàng và các bạn sẽ bấm vào cái nút Digital Crown này để bắt đầu nhá. Nghe, các bạn sẽ bấm một phát vào đây cho mình để có thể bắt đầu sử dụng. Đó. Đồng hồ nó sẽ rung lên một chút và nó sẽ kêu. Đấy. Ngay lập tức thì nó sẽ chuyển sang màn hình chính như thế này. Ok. Đó. Tiếp tục ra màn hình chính. Rồi, thì trên đây là toàn bộ những cái quá trình cài đặt kết nối chiếc Apple Watch Series 5 bản 9 này với chiếc iPhone. Thì trong cái clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và cách cài đặt cái chiếc Apple Watch này, những cái ứng dụng bên trong chiếc Apple Watch này như thế nào nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có thể vào trong playlist của mình để tham khảo thêm. Chào các bạn.